em xin mời các bác cùng nhau chúng ta hãy cùng thưởng thức chất âm của bộ dàn Onkyo FL9GX loa được phối ghép với nó ở đây là cặp loa Onkyo N9 đời cao nhất đời N, sở hữu công trong mình công nghệ màng loa carbon da chăn trắng cần vải xếp chép dom nhiều lớp. Bộ này thì khi kết hợp với nhau để tạo được một bộ dàn có chất âm rất là hay, bát ngoại rất là uy lực mạnh mẽ, sâu nắng, trung âm sáng, chép rất là tơi mịn. Rồi xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó nhé. Sau đó em sẽ quay cho các bác xem các cái góc cạnh của loa cũng như là các bạn cùng. Thì đấy là vừa rồi là một đoạn chất âm của cái con Onkyo FL9GX được ghép với cả đôi loa N9. Về ngoại hình thì đây, bộ dàn này có ngoại hình như em đang quay ở đây các anh nhé. Nhìn chung thì em đánh giá thì đây là một bộ dàn còn đẹp. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì là ở trên mặt máy hay là trên vỏ thì nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu nhé, sẽ không tránh được. Nhưng nhìn chung là nó là hàng còn đẹp. Chúng ta cùng quan sát, chúng ta cùng tự nhận xét thêm như thế nào nhé. Còn em đánh giá đây là một bộ dàn còn đẹp nhé. Tất cả như hình coi nhé. Hàng bãi như thế này là rất là ok rồi. Tất nhiên đây là hàng bãi không phải hàng mới nên nó sẽ có một vài chỗ xước sát đấy. Em vẫn hay nói rất là rõ cho các bác nhé. Em cũng không có gì em phải giấu giếm, em quay rất là kỹ càng cho các bác. Này thì các bác xem mà các bác xem ok. Hình thức các thứ mà nó hợp lý với cả cái mắt nhìn của mình thì mình lấy nhá. Đấy. Các bác có thể lấy nẻ loa cũng được, lấy nẻ cục cũng được, vì đây là một bộ em ghép. Đây là một bộ em ghép. Và nát em sẽ đọc cho các bác là giá nẻ của từng thứ. Hai con này đều là hai con đời cao nhất của đời của các đời của nó nên là nó sẽ tiếng rất là hay nhé. Onkyo FL9GX thì là cục công suất đời cao nhất của đời GX, đời 9. Công suất 55W điện 100V hàng Benjamin. Còn đây là con loa N9 đời cao nhất của đời N số trơn. Đấy. Cao nhất là số trơn nhé, nên là nó cũng cho tiếng rất là hay. Công nghệ loa màng bát trắng, cơn vải xếp. Công nghệ gọi là công nghệ OMF đấy. Công nghệ màng OMF thì vậy, nếu nhớ không nhầm là màng OMF. Tức là màng sợi dệt, màng sợi dệt có thể không? Sợi polyester sợi dệt. Hay còn gọi là sợi Kevlar. Có nhìn thấy không ạ? Đấy. Có nhìn thấy nó giống như các sợi nó được dệt với nhau ạ? Là chính thế mà được gọi là sợi dệt nhé. Những cái màng như thế này thì là nó có độ bền rất là cao. Đấy. Bền hơn màng giấy rất nhiều. Đấy. Tính chống ẩm, chống nhiệt rất tốt. Đấy. Rất là phù hợp với cả điều kiện thời tiết của Việt Nam mình. Đấy. Chịu được va đập khá tốt nhé. Còn tất nhiên nếu mà chọc dao kéo vào thì chả có nào chịu được rồi. Nhưng mà ở đây là em đang nói về cái độ là chống va đập các thứ của nó sẽ tốt hơn màng giấy nhá. Và cái độ cứng của màng nó cao hơn nên là nó cho trung âm nó cũng sẽ sáng hơn. Này. Tiếng bát nó sẽ chắc hơn. Cục Onkyo FL9GX thì con này có thể kết nối với máy tính, với điện thoại, với đường quang nhá. Đây. Đằng sau máy sẽ có các cái đường vào bằng dây AV để kết nối với máy tính điện thoại này. Với em vừa mở cho các bác nghe là nhạc từ điện thoại máy tính ra. Đấy, được không ạ? Thì bây giờ các bác muốn kết nối với đường quang TV thì các bác sẽ cắm dây quang vào đây. Đấy. Cắm dây quang vào đường đi store in. Đường đi store in nhé. Sau khi cắm vào đường đi store in xong thì mình sẽ
chuyển đường quang bằng cách ấn input ở đây, chuyển sang đường digital nhé. Vậy là mình đã nghe được đường quang rồi. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I want all the. Vâng, sorry các bác, vừa nãy em phải dừng máy một chút để em nghe cái cuộc điện thoại của khách nhé. Vậy chúng ta tiếp tục trở lại. Đây đường quang đây. Cái máy này không biết có chạy được CD không, để em biết thử xem như nào nhé. Cái CD này như thường lệ là cái này là em không bao chạy, em test thêm cho các bác nhé. Em sẽ test thêm thôi. Không biết đây cái đĩa này là đĩa hay là đĩa tự ghi chưa, hay là lại không có nội dung. Con này bị trùng dây cuốn loa rồi các bác ạ. Bị trùng bất dây cuốn loa rồi. Nói chung vẫn đọc nhưng mà dây cuốn loa đang bị trùng. Vẫn đọc đĩa nhưng mà dây cuốn loa trùng nhé. Dây cuốn loa hơi trùng nên là nhiều khi nó không kéo được đĩa lên. Nó bị cái hiện tượng là như các bác vừa thấy là nó vào đĩa xong lại ra đĩa luôn ấy. Nó không kéo được ra thì nó phải ra tiếp. Nó không được kéo được lên, nó báo là đĩa chưa lên được, nó lại đẩy đĩa ra nhá. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Đấy, ok nhá. Thì con máy này là 1.390.000 và đôi loa này là 1.900.000, như vậy là tổng của nó là 3.200.000 nhá. 3.300.000 chứ thôi được, cái này các bác lấy cả bộ thì em để cho các bác giá con này là 3.200.000 nhé. 3.200.000 và thôi, tặng kèm thêm cho các bác một cái đổi nguồn nhé. Một cái đổi nguồn 3.200.000 và em tặng kèm thêm cho các bác một cái đổi nguồn để các bác về các bác cắm dùng được luôn nhé. Đổi nguồn đây. Đây nha, đây là cái đổi nguồn 3.200.000 là sẽ được tặng thêm một cái đổi nguồn để về cắm điện vào sử dụng luôn nhé. Các bác lưu ý cho em là tất cả các cái dòng này là dòng điện 100V của Nhật nên đều phải cắm có đổi nguồn hết nhá. Không cắm trực tiếp điện 220, cắm trực tiếp điện 220 sẽ cháy nhá. Đấy. Onkyo 9X, loa N9. Đấy. Nghe nhạc cực phê luôn và hay. Vâng, em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Thông tin chi tiết thì liên hệ là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 nhé.